Sau khi ca bệnh đầu mùa khỉ đầu tiên ở Việt Nam được xuất viện, thì Trung tâm kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh lại phát hiện thêm ca bệnh thứ hai cũng đi du lịch từ Dubai về. Theo thông tin mới nhất, nữ bệnh nhân hiện đang được theo dõi điều trị tại Bệnh viện nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh và đang có chuyển biến tích cực. Trường hợp bắt đầu mùa khỉ thứ hai tại Việt Nam là một phụ nữ 38 tuổi thường trú tại tỉnh Tuyên Quang, đi du lịch Dubai trong khoảng thời gian từ ngày 29 tháng 9 đến ngày 18 tháng 10. Bệnh nhân bắt đầu có các triệu chứng của bệnh đầu mùa khỉ từ ngày 11 tháng 10, với sốt kèm mệt mỏi, buồn nôn và xuất hiện các mụn mũ rải rác trên cơ thể, qua khai thác dịch tễ, người phụ nữ này và người mắc bệnh đầu mùa khí đầu tiên nay đã khỏi bệnh, đã có thời gian ở cùng nhà và sinh hoạt chung. Khi biết bạn có các triệu chứng tương tự bệnh nhân đầu tiên, đã thông báo cho Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh (HCDC) để biết hỗ trợ cách ly, chẩn đoán và điều trị. Nắm thông tin, lực lượng kiểm dịch viên y tế của HCDC đã phối hợp với đội y tế khẩn nguy, sân bay tiếp cận ngay người bệnh ngay khi tàu bay vừa hạ cánh và đưa vào khu vực riêng để thực hiện khám sàng lọc và khai thác các yếu tố dịch tễ. Sau khi xác định đủ yếu tố nghi mắc đậu mùa khỉ, HCDC đã phối hợp với trung tâm cấp cứu 115 đưa người bệnh đến bệnh viện Bệnh nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh để cách ly, xét nghiệm và điều trị, đồng thời thực hiện khử trùng tàu bay theo quy định. Ngày 19 tháng 10, xét nghiệm PCR của bệnh nhân tại bệnh viện Bệnh nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh cho kết quả dương tính. Các trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân vẫn đang được điều tra dịch tễ để hạn chế thấp nhất nguy cơ lây lan mầm bệnh sáng 22 tháng 10, nguồn tin từ bệnh viện bệnh nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh cho biết, nữ bệnh nhân mắc bệnh đậu mùa khỉ thứ hai ở Việt Nam vẫn đang được theo dõi sát tại đây. Hiện bệnh nhân vẫn ổn định, không sốt, vẫn còn các vết tổn thương rải rác trên da, nhưng mụn nước mới không xuất hiện, sinh hoạt bình thường. Các bác sĩ vẫn đang tiếp tục theo dõi triệu chứng, đảm bảo chế độ dinh dưỡng cho bệnh nhân. Mặc dù các mầm bệnh đầu mùa khỉ chưa có cơ hội lây nhiễm ra ngoài cộng đồng, nhưng Bộ Y tế vẫn khuyến cáo người dân luôn cẩn trọng trong việc phòng chống dịch bệnh, thường xuyên vệ sinh tay và sát khuẩn sạch sẽ. Nếu có những triệu chứng như sốt, đau đầu, đau lưng, sưng hạch, ớn lạnh, xuất hiện các mụn nước trên cơ thể, thì cần chủ động cách ly và báo ngay với cơ sở y tế gần nhất để được kiểm tra và chẩn đoán kịp thời.